Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Kim ngạch nhập khẩu từ EU của Việt Nam cũng tăng, nhưng với tốc độ thấp hơn xuất khẩu. Về mặt vĩ mô, EVFTA góp phần đưa GDP của Việt Nam tăng thêm ở mức bình quân 2,18 đến 3,25% vào năm 2023 và 7,07 đến 7,72% vào năm 2033. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA được ký kết vào tháng 6 năm 2019, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2020. Đây là hiệp định toàn diện, chất lượng cao và bảo đảm cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Hiệp định EVFTA đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với 508 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ của EU. Để khai thác được tối đa lợi ích mà hiệp định này mang lại, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần chủ động nghiên cứu thông tin để có sự chuẩn bị tích cực. Việc chuẩn bị nên được tiến hành toàn diện từ nghiên cứu cơ hội, thách thức của thị trường EU đến các giải pháp như nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng hiệu suất. Thương mại, dịch vụ và các loạt các lĩnh vực khác nữa thì các cái doanh nghiệp của châu Âu cũng là những cái doanh nghiệp có cái thế mạnh và về công nghệ, nguồn lực cũng như là trình độ quản trị và cả các cái vị thế của họ trong cái chuỗi giá trị của toàn cầu, thì chắc chắn rằng sẽ có điều kiện để nâng cao hơn nữa cái thông qua hoạt động đầu tư của châu Âu và tại Việt Nam để cải thiện về cái năng lực cạnh tranh của các ngành hàng, sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam. Và đây cũng chính là cái cơ hội rất lớn cho chúng ta để tiếp tục thực hiện cái tái cơ cấu lại cái ngành kinh tế và đổi mới cái mô hình tăng trưởng chúng ta gắn với hiệu quả, gắn với năng lực cạnh tranh của chúng ta. Đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam, EVFTA đã mở ra cơ hội mới như thị trường xuất khẩu được mở rộng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cải cách thể chế theo hướng tích cực, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ tri thức, kinh nghiệm quản lý, tạo thêm nhiều việc làm trong nước. Bộ Công Thương cho biết, với hàng nông sản, EU dành tổng lượng hạn ngạch 80.000 tấn một năm đối với gạo xay sát, gạo chia xay sát và gạo thơm, thuế trong hạn ngạch là 0%. Các sản phẩm rau củ quả tươi và chế biến, nước hoa quả, hoa tươi cơ bản xóa bỏ thuế ngay. Riêng với hàng thủy sản, 50% dòng thuế xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực. Hiện thuế suất phần lớn là 6-22%, 50% số dòng thuế còn lại về 0% sau 3-7 năm. Chúng ta biết là khi mà hiệp định chính thức được có hiệu lực, thì như vậy là cái mức thuế về đa số dòng sản phẩm về nông sản về không. Đây là một lợi thế cho nông sản Việt Nam chúng ta. Thứ hai là chúng ta biết là khi chúng ta mở cửa thị trường thì có một cái dòng đầu tư, đặc biệt là máy móc, trang thiết bị, vật tư đầu vào. Đây là những cái nhu cầu rất tốt phục vụ cho cái tái cấu nông nghiệp chúng ta. Như vậy nhìn ở góc độ tích cực. Tuy nhiên nhìn ở góc độ thách thức thì chúng ta biết là đây cũng đầy rẫy sự thách thức. Một khi hàng rào thuế quan về không thì đồng nghĩa với việc là các hàng rào phi thuế quan, trong đó là có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nguồn gốc, thế rồi là vấn đề an toàn thực phẩm thì phải coi đặc biệt quan trọng. Chúng tôi thấy rằng là đối với hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU về vấn đề nông nghiệp thì trước đây thì chúng tôi chủ yếu là xuất khẩu nông sản, hàng thô, thì vấn đề thuế ở trong vào khu vực này nó rất là thấp, cho nên cái ảnh hưởng từ hiệp định này là không cao. Tuy nhiên thì với sự cạnh tranh của giá cả hiện nay thì vấn đề đầu tư chiều sâu là vô cùng quan trọng. Và tất cả những sản phẩm của nông nghiệp của chúng ta phần lớn khi đã qua chế biến thì bị đánh thuế rất là cao khi vào các cái thị trường này. Thế thì hiện nay thì các doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư chiều sâu thì nó mới đem lại hiệu quả chung cho cái phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Và cái việc vấn đề hiệp định tự do này nó giúp cho chúng ta được giảm được cái thuế rất lớn. Thông qua hiệp định thương mại này thì cũng là cơ hội để mà chúng ta điều chỉnh lại cái cơ cấu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ở cái thị trường nó phù hợp với cái nhu cầu tiêu dùng quốc tế. Bên cạnh các cơ hội thuận lợi nêu trên, khi hiệp định đi vào thực thi, với các cam kết sâu rộng và tính ràng buộc cao, được dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Các hiệp định FTA thế hệ mới, trong đó có hiệp định EVFTA, được kỳ vọng đem lại nhiều cơ hội thuận lợi cho thương mại và đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm thu nhập cao hơn, nâng cao năng suất và cạnh tranh, nâng cao chất lượng sống, giảm đói nghèo, v.v. Tuy nhiên cũng sẽ mang đến nhiều thách thức lớn, do đó cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cả về nhận thức, hiểu biết và đặc biệt là về chính sách thể chế. Bên cạnh đó, về phía các doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu kỹ nội dung các hiệp định này để có thể tận dụng tối đa các ưu đãi mà các hiệp định này mang lại, cũng như có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên chính sân nhà.